Xin chào các bạn, mình là Hưng Khúc Đây chính là chiếc Surface Laptop Go vừa mới được ra mắt của Microsoft Và đây chính là phiên bản cắt giảm của dòng Surface Laptop mà được rất nhiều anh em trên kênh View ưa thích từ xưa đến nay Và điều khiến cho chiếc máy này trở nên đặc biệt đó chính là Nó sở hữu một thiết kế đỉnh cao nhất, đẳng cấp nhất Xứng tầm là một sản phẩm có mức giá vào khoảng là 40 triệu đồng Nếu mà hiện tại nó đang được bán tại cửa hàng Think Pro với mức giá chỉ vào khoảng là gần như bằng một nửa tức là vào khoảng là 23 triệu đồng mà thôi anh em đã thấy đặc biệt chưa? Và đây là một hướng đi hoàn toàn khác của Microsoft so với bất kỳ một sản phẩm nào đang có mặt trên thị trường này. Và nó cũng hướng đến đối tượng người dùng khác nữa Ví dụ như là dòng Surface Laptop nó sẽ hướng đến những doanh nhân có ngân sách rất là lớn Đòi hỏi một chiếc máy cần như là hoàn hảo ở tất cả những yếu tố Còn đối với dòng Go này thì nó sẽ được cắt giảm đi một vài những yếu tố Miễn sao Microsoft cảm thấy rằng đây vẫn là một chiếc máy phù hợp với nhân viên văn phòng Hay là nhu cầu của học sinh, sinh viên Với cơ bản thì nó sẽ phù hợp với bất kỳ ai mong muốn một chiếc máy có chất lượng build hàng đầu ở thời điểm hiện nay Trong tầm giá vào khoảng là 900 độ tức là vào khoảng là 23 triệu đồng mà thôi. Nó sẽ cạnh tranh với một số cái tên ví dụ như là MacBook Air này, Razer Blade Steel hay là Dell XPS hay là bất kỳ một chiếc máy nào có chất lượng build hàng đầu hiện nay. Ok, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi sâu hơn vào những cái điểm hay cũng như là những cái điểm cắt giảm của chiếc Surface Laptop Go này nhá. Về mặt kích thước thì nó sẽ nhỏ hơn chiếc Surface Laptop 3 13 inch, nó cũng nhỏ hơn chiếc MacBook Pro 13 2020 nữa. Nó chỉ có màn hình vào khoảng là 12.4 inch thôi. Rất là nhiều người dùng thích một màn hình nhỏ cỡ vào khoảng là 11 12 inch thì đây, chính nó. Hơn nữa thì ở dòng câu này, Microsoft cũng làm viền của nó mỏng hơn Nó mỏng hơn đáng kể so với Surface Laptop 3 đấy Và rõ ràng nhìn mọi thứ bây giờ trông nó cân đối hơn Và nó sang hơn Và kết quả là chúng ta có một chiếc máy nhẹ và gọn gàng hơn hẳn Đến với điểm tiếp theo mà mình rất là thích trên chiếc máy này Đó chính là về màu sắc của nó Nó sẽ có màu hồng nhạt Các bạn thấy không? Đó Và Microsoft gọi nó là màu Sandstone Và cái điểm mà mình thích nhất của cái màu Sandstone này đó chính là Các bạn sẽ thấy ngay khi mở máy ra Đây. À, bàn phím này touchpad này Bàn lê này khung máy này mặt sau của máy này rất là nhiều những sắc độ hồng nhạt hoàn toàn là khác nhau và đây là dạng phối màu kiểu monochrome tức là sắc độ của màu sắc nó sẽ thay đổi nhẹ đi nó sẽ làm cho máy không bị đơn điệu nhưng mà trông vẫn rất là cá tính đúng không bàn phím và touchpad nó sẽ có màu đậm nhất nó gần như là ngả sang tím rồi khung máy là bằng khung kim loại luôn và nó có màu sáng hơn và một cái điều buồn cười cũng như là rất là lạ ở đây Đó chính là cái phần bản lề và phần mặt sau của máy lại kiểu hồng sữa Chúng nó còn được Microsoft chơi hẳn một cái lớp cao su rất là dày Sờ vào thấy siêu siêu mịn và cực kỳ thích luôn Đúng là một sản phẩm cao cấp của khác Ngay cả phần mặt sau nó cũng được làm cho chuốt như này Mình nghĩ rằng cái việc ở mặt sau nó được phủ cao su như này Phục vụ một vài những mục đích Ví dụ như là nó sẽ giúp cho máy bền hơn, đỡ bị xước khi mà các bạn va đập Và thứ hai nó sẽ giúp cho những cổng kết nối ở đây nó sẽ tránh bị xước cạnh hơn ví dụ như ở đeo XPS hay là Razer Plate nó làm bằng kim loại nhôm nguyên khối rất là sắc cạnh và nếu như các bạn cắm những cái cổng tai A hay là cắm cổng nguồn các bạn không cẩn thận thì nó sẽ rất là dễ bị tòe cái cạnh ra nó sẽ hơi bị mất thẩm mỹ đi một chút và cái mục đích thứ ba đó chính là cái việc các bạn cầm lên các bạn đã cảm thấy rất là sướng rồi nó rất là sướng ấy và cái điều thứ tư đó là những cái sản phẩm của Microsoft nó luôn rất là đặc biệt vì vậy thì có thể rằng mạng shop làm nó bởi vì nó đặc biệt sẽ có rất là nhiều những thứ đặc biệt khác mà các bạn sẽ không tưởng tượng ra đâu ví dụ nhá các bạn hãy để ý hệ thống loa mà xem đây làm gì có hệ thống khe loa nào ở đây Bởi vì Microsoft làm loa Nó sẽ phát ra Âm thanh của máy nó sẽ luồn lách qua những cái khe của bàn phím Và nó hướng trực diện đến người dùng Chất âm của máy vẫn rất là tốt Và nó vẫn giống như ở chiếc Surface Laptop 3 mà mình đã từng trải nghiệm Nghe rất là rõ và nó có độ chắc nó hay hơn so với Dell Express và tương đương so với cả MacBook Air bàn phím của máy gõ cũng rất là thích cảm giác gõ nó cứ mềm mại mềm mại làm sao ấy lớp phủ bề mặt thì nó cũng dày hơn bình thường chất liệu cứng cứng kiểu cao su phủ lên và nó cũng không phát ra bất kỳ một cái tiếng ồn nào cả mình gõ phát là thấy thích ngay nốt nguồn của nó nó cũng được tích hợp ở đây nó tích hợp cảm biến vân tay và được phủ gương tương tự như là MacBook. Lớp phủ này thì mình thấy rằng nó sẽ giúp cho tốc độ nhanh hơn một chút so với bình thường. Về lớp phủ của touchpad thì nó cũng rất là đặc biệt. Mình không biết là Microsoft đã phủ một cái lớp gì vào đây mà nhiều khi mình di mình cảm thấy rằng nó bị hơi trơn trơn quá. Và đây là một điều rất là tốt đấy. À, tay của bạn chỉ cần lướt lướt hờ hờ trên cái touchpad này thôi và cái chuột ở trên nó sẽ check kính chính xác là như vậy. Và từ nãy giờ các bạn có để điều gì không? tất cả mọi thành phần, chất liệu bề mặt của từng thành phần, từng chi tiết khác nhau Nó đều được sử dụng những cái loại rất là đặc biệt Thực sự là cũng rất là khó là để xem là cái loại này nó giống so với cả cái chất liệu gì ở ngoài đời thật Chỉ biết là trong từng vị trí thì nó rất là phù hợp thôi, dùng nó rất là sướng Thậm chí cái chất liệu nhôm ở trên bề mặt của máy nhá trên bề mặt và khung máy nó cũng được làm hơi sần sần một chút so với những dòng Surface Laptop bình thường nó sẽ rất khó bám bụi bẩn hay dòng vân tay mà nếu bám thì các bạn chỉ cần lau nhẹ đi một phát là xong đến với điểm đặc biệt tiếp theo và cũng là điểm bị cắt giảm trên chiếc Surface Laptop Go này đó chính là phần màn hình vì sao nói nó đặc biệt á à? bởi vì đây là màn hình 3 chia 2 mình luôn rất là thích làm việc trên những cái màn hình tỷ lệ 3 chia 2 Nó tối ưu diện tích hơn rất là nhiều và thường thì mình sẽ không phải zoom out ra khi mà tương tác với cả cái màn hình này Đến với một chi tiết nhỏ tiếp theo cho đến độ tỉ mỉ của Microsoft là như nào nhá Đó chính là bốn góc của máy nó được làm bo bo cong lại lên một chút Nó đồng nhất với khung máy ở bên ngoài, nhìn sướng thật sự ấy mà anh em biết rồi đấy, là một cái màn hình cong nó sẽ tốn chi phí hơn rất là nhiều so với đơn giản là làm một cái màn hình vuông sắc cả bốn góc đúng không? Tuy nhiên thì màn hình cũng là thứ bị cắt giảm lớn nhất trên chiếc máy này. Microsoft đã đao độ phân giải của nó xuống chỉ còn là 1536 x 1024 pixel mà thôi. Các bạn đừng buồn quá nhá, bởi vì nó không xấu như là 720p đâu và nó cũng không đến mức rỗ như là 720p đâu. Hơn nữa thì đây là màn hình IPS phủ gương thế nên thì màu sắc hiển thị của nó chuẩn và nó có phần tươi. Độ phủ màu của nó còn đạt 100% sRGB nữa mà, ghê chưa? chỉ là cái độ sắc nét của nó nó đang thấp hơn mức full HD trung bình một chút thôi. Nhìn kỹ vào các icon hay là các chữ thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ bị rỗ. Nếu mà làm việc tập trung và bị cuốn vào ấy, thì mình sẽ không hề cảm thấy những chi tiết rỗ trên cái màn hình này. Bởi vì như lúc nãy mình nói, màu sắc của nó hiển thị lên rất là đẹp mà. Nó không giống như những cái màn hình 720p khác chỉ là một tấm nền TN mà thôi. Đây là tấm nền IPS với độ phủ màu rất là cao. Thế nên thì ví dụ như là khi các bạn ngồi gõ, các bạn tập trung vào công việc, các bạn sẽ thấy rằng đây gần như là một cái màn hình Full HD bình thường thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng các bạn nghỉ, các bạn để ý Các bạn vẫn sẽ thấy những cái chi tiết dỗ xuất hiện ở những cái vùng nhỏ 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 Và nói gì nói thì đây vẫn là một cái điểm cắt giảm lớn trên chiếc Surface Laptop Go này Các bạn để ý nhá Và một cái điều các bạn để ý thứ hai đó chính là nó sẽ không có đèn nền Đấy, thế thôi nhỉ Và đấy chính là hai điều các bạn cần lưu ý trên chiếc Surface Laptop Go này Ok, đến với cổng kết nối thì nó sẽ không có nhiều Ở đây thì chúng ta sẽ có chuẩn sạc max shape Các bạn chỉ cần để hờ hờ vào là nó đã có thể kết nối được rồi Đấy, cũng là một điều rất đặc biệt đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có Type A này USB-C hỗ trợ xuất hình ảnh Display port và jack 3.5mm ờ, Cổng kết nối không nhiều Nhưng mà nó vẫn có Type A ở đây Cũng là một điều rất là tốt đúng không? Trong khi thì những cái đối thủ khác đang dần loại bỏ đi thì chiếc Surface Laptop Go này vẫn giữ lại cổng kết nối Type A. Về cấu hình thì nó vẫn sử dụng một chiếc máy có hiệu năng chuẩn chỉ, sử dụng CPU Core i5-1035G1, 8GB RAM và 256GB SSD. Ban đầu thì mình cứ ngỡ rằng thiết kế của nó nó đã premium như này rồi, nó đã cao cấp như này rồi Thì chắc là nó phải sử dụng cái loại CPU Pentium nào đó Giống như là mấy con Chromebook ấy chứ Nhưng mà đây vẫn là CPU Core i5, vẫn rất là phù hợp với mọi nhu cầu văn phòng của người dùng Về nâng cấp thì đây, các bạn đừng nghĩ đến chuyện nâng cấp nhá bởi vì nó làm gì có ốc vít để mà vặn ra đâu các bạn sẽ phải tháo hai cái nốm cao su này ra vặn ốc vít ra như vậy thì sót lắm đúng không nói chung thì đối với một chiếc ultra book hiệu năng chuẩn chỉ như này thì các bạn cũng không cần thiết phải nâng cấp làm cái gì cả về pin thì viên pin 39 Wh Microsoft công bố rằng nó sẽ cho thời gian sử dụng được vào khoảng là 13 tiếng chắc chắn là nó sẽ không được 13 tiếng đâu và theo như thời gian sử dụng của mình được vào khoảng là 2 ngày thì mình thấy rằng nó sẽ trụ được vào khoảng là 8 tiếng on screen mỗi ngày cũng là một thời gian sử dụng tốt đúng không tốt đấy ok à, kết luận về chiếc máy này à, mà cũng chưa biết kết luận gì cả bởi vì đây chỉ là những cái nhìn ban đầu của mình về chiếc surface laptop go này có thể nói rằng đây là một chiếc máy rất là đặc biệt ngay cả cái điểm yếu lớn nhất của nó là cái màn hình thì nó cũng rất là đặc biệt À, và nếu như các bạn muốn thì mình sẽ trải nghiệm sâu hơn và gửi đến các bạn những cái đánh giá kỹ hơn, trải nghiệm kỹ hơn về chiếc Surface Laptop Go này. Còn bây giờ thì các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Chưa đâu, hãy cùng cầm ở phía dưới nhá. Hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại.